Kính chào quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, liên cầu khuẩn lợn là loại vi khuẩn gây bệnh cho người và lợn. Đây là bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra ở hầu hết các loài động vật máu nóng, trong đó có lợn và người là chủ yếu. Bệnh tăng mạnh trong mùa nắng nóng và có nguy cơ trở thành dịch nếu không có biện pháp điều trị, phòng bệnh. Bệnh có thể lây từ lợn sang người và gây tử vong. Trong chương trình ngày hôm nay, Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về căn bệnh này và cách phòng tránh hiệu quả. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Bệnh liên cầu khuẩn là gì? Liên cầu khuẩn lợn là loại vi khuẩn gây bệnh cho người và lợn. Đây là bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra ở hầu hết các loài động vật máu nóng, trong đó có lợn và người là chủ yếu. Bệnh có thể lây từ lợn sang người và gây tử vong. Người nhiễm bệnh có triệu chứng viêm não xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp, tỷ lệ tử vong khoảng 7%. Con đường lây truyền từ lợn sang người có thể qua vết thương ở da, đường hô hấp, tiếp xúc với máu hoặc các dịch tiết ở heo bệnh hoặc qua đường ăn uống, đây là bệnh nguy hiểm vì nếu nhiễm loại vi khuẩn này mà không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ bị viêm màng não nhiễm trùng huyết, gây choáng và có thể để lại những di chứng nặng nề với 60% bị ù tai giảm thính lực, 20% điếc hoàn toàn không hồi phục. <laughs> Nguyên nhân gây bệnh từ đường ăn uống. Nguyên nhân nhiễm bệnh chủ yếu là do tiếp xúc sử dụng các chế phẩm từ thịt lợn thiếu an toàn, nhiều trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân do vi khuẩn này đã lan ra môi trường và xâm nhập nhiều loại thực phẩm khác. Khi ăn các sản phẩm từ lợn mà chưa được nấu chín như tiết canh, lòng, nem, cháo lòng lợn bị bệnh liên cầu khuẩn nên vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Ở Việt Nam trên 70% bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn là do ăn tiết canh lợn. nguyên nhân gây bệnh qua đường tiếp xúc giết mổ chăm sóc những người có các vết thương xây sát ở da nhưng lại tiếp xúc với máu dịch tiết của lợn bị bệnh liên cầu khuẩn khi chăm sóc giết mổ lợn vận chuyển thịt máu lợn bệnh trong quá trình chế biến tiếp xúc trực tiếp vệ sinh chuồng trại giết mổ cũng có thể lây nếu có các vết xước chân tay vi khuẩn cũng xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương rách da nhỏ vết trầy xước lở niêm mạc chân răng hoặc tiếp xúc với con lợn nhiễm bệnh bằng cách chăm sóc giết mổ chế biến mà bị xây xước chân tay ngoài ra những người nội trợ cũng có nguy cơ do tiếp xúc với thịt lợn và các sản phẩm từ lợn trong quá trình nấu nướng chế biến hàng ngày Dấu hiệu khi nhiễm bệnh liên cầu lợn Khi mắc bệnh do liên cầu lợn, người bệnh thường sốt cao, đau đầu, ủ tai, xuất huyết dưới nhiều dạng khác nhau như xuất huyết dưới da từng mảng, đôi khi gây hoại tử, xuất huyết tiêu hóa. Người bệnh cũng có thể bị viêm màng não do vi khuẩn liên cầu lợn như sốt cao, co giật, nôn vọt, sợ ánh sáng. Nếu phát hiện sớm có thể cứu chữa được, nếu không thì có thể gây phủ não, hôn mê và tử vong bệnh diễn biến rất nhanh, từ khi phơi nhiễm đến khi có triệu chứng đầu tiên khoảng 3 ngày và từ khi bệnh khởi phát đến lúc toàn phát nặng khoảng 1 ngày. Việc chẩn đoán bệnh liên cầu lợn ngoài các biểu hiện lâm sàng dịch tễ học thì cận lâm sàng đóng góp một cách đáng kể như nhuộm gram từ nước não tủy, nuôi cấy tìm vi khuẩn liên cầu lợn trong máu hoặc trong nước não tủy. cách điều trị. Lưu ý phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện viêm màng não và có tiếp xúc với lợn bị bệnh, chẩn đoán và điều trị kịp thời nhằm giảm tỷ lệ tử vong do biến chứng gây ra. Điều trị kháng sinh đặc hiệu penicillin liều cao, uống tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch thường phải điều trị trên 10 ngày. Có thể dùng các kháng sinh khác cũng có hiệu quả như ampicillin, etithomycin hoặc nhóm cephalobronin. Điều trị triệu chứng và áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực lọc máu nếu có điều kiện cách phòng bệnh hiệu quả để phòng tránh được bệnh liên cầu khuẩn lợn người tiếp xúc với lợn nhất là lợn bệnh cần thực hiện vệ sinh cá nhân trang bị bảo hộ lao động rửa tay chân sau khi tiếp xúc thịt lợn phải được nấu chín trước khi sử dụng tuyệt đối không ăn tiết canh thịt lợn còn sống gỏi thịt lợn sau khi dùng thịt hoặc tiếp xúc với lợn nếu thấy có triệu chứng sốt cao nhức đầu nôn nhiều đau họng cần nhập viện ngay Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai xin giới thiệu về 6 thời điểm mà bạn không nên uống nước để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.